Chào mừng quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình trên kênh Tin Mới, kênh thông tin hữu ích luôn cập nhật những tin tức chính trị xã hội nóng hổi nhất trong ngày. Đến với chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 16 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, theo tin của Tân Hoa Xã tại Vũ Hán cho biết, từ 15 giờ ngày 15 tháng 9 đến sáng sớm ngày 16 tháng 9, hầu hết các khu vực ở Hồ Bắc đã bị mưa lớn. Vành đai mưa chủ yếu tập trung ở phía Bắc, đồng bằng Giang Sơn, phía Tây Bắc, Đông Bắc, Hồ Bắc và một số khu vực phía Tây Nam Hồ Bắc. Nhiều trạm khí tượng đã phát tín hiệu cảnh báo màu cam và đỏ để nhắc nhở mọi người chú ý đến các thảm họa địa chất như lũ lụt, lở đất và lở núi. Theo Xi Wangji, trưởng dự báo của Đài quan sát khí tượng Trung ương Vũ Hán, đã có mưa lớn ở nhiều mức độ khác nhau ở đồng bằng Bắc Giang Sơn, phần đông bắc của Đông Bắc Hồ Bắc và một phần ở Tây Nam Hồ Bắc. Mưa tiếp tục kéo dài từ 15 giờ ngày 15 tháng 9 đến sáng sớm ngày 16 tháng 9. Lượng mưa lớn nhất của tỉnh xảy ra ở thành phố Jingmen và lượng mưa ở thành phố Yongxiang thuộc quyền quản lý của thành phố Yongxiang đạt 157,8mm, trong đó thị trấn Liangsui của Yongxiang và các khu vực địa phương khác đạt 185,9mm. Vào lúc 18 giờ ngày 15 tháng 9, lượng mưa lớn nhất ở Jingmen đạt 82,3 mm một giờ, cao nhất trong tỉnh. Wang Gaoming, trưởng dự báo tại Đài quan sát khí tượng Jingmen cho biết, thời tiết đối lưu mạnh đã mang lại cường độ sét hiếm hoi cho Yongxiang. Trong mùa mưa, Yongxiang đã trải qua hơn 4.000 lần sét đánh xuống mặt đất, trung bình hơn 1.000 lần mỗi giờ. Từ 15 giờ ngày 15 tháng 9, Đài quan sát khí tượng Kinh Môn đã đưa ra hai cảnh báo màu cam và một cảnh báo màu đỏ để nhắc nhở các thảm họa địa chất. Các chuyên gia chỉ ra rằng lượng mưa lớn được hình thành do tác động tổng hợp của không khí ấm và ẩm phía Tây Nam và không khí lạnh yếu ở tầng trên. Dự báo chiều ngày 16 tháng 9, ngoại trừ Tây Bắc Hồ Bắc, các khu vực khác của Hồ Bắc có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Ngày mai phía Bắc có mưa nhẹ, phía Nam có mưa vừa đến mưa to. Đài quan sát khí tượng Trung ương đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu da cam vào ngày 15 tháng 9. Dự kiến sẽ có mưa bão lớn ở các khu vực của Hồ Bắc, Hà Nam, An Huy và Giang Tô từ chiều tối ngày 15 tháng 9 đến ngày 16 tháng 9. Dự báo tối ngày 16 tháng 9 đến ngày 17 tháng 9 sẽ có mưa to đến rất to ở phía Đông và Nam Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Tây Bắc Quý Châu, Hồ Bắc, Nam Hà Nam, hầu hết An Huy, Giang Tô, Bắc Chiết Giang và phía Bắc Thượng Hải. Đã có mưa lớn ở phía Nam khu Hoài Hà của An Huy và một phần của trung tâm Giang Tô. Có mưa lớn ở Đông Nội Mông, Tây Bắc Hắc Long Giang, Tây Nam và Đông Cát Lâm, Tây Liêu Ninh, Đông Bắc Hà Bắc, Bắc Kinh, Thiên Tân và những nơi khác. Và có mưa lớn cục bộ, một số khu vực trên sẽ kèm theo thời tiết đối lưu mạnh như dông lốc và gió giật mạnh. Trong thời gian ngắn, thời tiết sẽ có sấm và sét ở các khu vực của Bắc Trung Quốc, miền Trung và Đông Nội Mông, miền Trung và Nam Đông Bắc Trung Quốc, hầu hết Hoàng Hoài, Giang Hoài, Bắc Giang Nam, hầu hết Hầu Bắc, Đông Nam Thiểm Tây, Đông Bắc Tứ Xuyên, Trùng Khánh và Bắc Quý Châu. Sẽ có thời tiết đối lưu mạnh như dông trong thời gian ngắn, gió giật mạnh hoặc mưa đá. Dự báo từ tối ngày 16 tháng 9 đến ngày 17 tháng 9 sẽ có nhiệt độ cao trên 35 độ C ở khu vực thuộc Trung và Nam Giang Nam, Trung và Đông Nam Trung Quốc, Trung Thiểm Tây, Nam Sơn Tây, Tây Bắc Hà Nam, lưu vực Tupan Tân Cương và miền Tây Nội Mông. Trong đó, nhiệt độ cao nhất ở Trung và Nam Chiết Giang, trung tâm Giang Tây và lưu vực Tân Cương Tupan là 37 đến 38 độ C. Đài quan sát khí tượng Trung ương tiếp tục đưa ra cảnh báo mưa dông lúc 10 giờ ngày 16 tháng 9. Dự báo sẽ có mưa to hoặc mưa rất to ở Đông Bắc Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Tây Bắc Quý Châu, Nam Thiểm Tây, Hồ Bắc, Trung và Nam Hà Nam. Hầu hết các tỉnh An Huy, Giang Tô, Bắc Chiết Giang, Thượng Hải và các nơi khác từ trưa ngày 16 tháng 9 đến trưa ngày 17 tháng 9, bao gồm Đông Bắc Hồ Bắc, Nam Hà Nam. Có mưa lớn ở khu vực Hoài Hà của An Huy và một số khu vực miền Trung và Nam Giang Tô. Có mưa lớn ở Đông Bắc và Đông Nam Nội Mông, Tây Bắc Hắc Long Giang, Đông Nam Cát Lâm, Tây và Bắc Liêu Ninh, Đông Bắc Hà Bắc, Bắc Kinh, Thiên Tân và những nơi khác. Một số khu vực trên sẽ kèm theo thời tiết đối lưu mạnh như dông lốc và gió giật mạnh trong thời gian ngắn. Đài quan sát khí tượng Trung ương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và đưa ra các dịch vụ dự báo kịp thời. Theo Tân Hoa Xã cho biết, vào ngày 15 tháng 9, một trận mưa lớn, các con đường gần Xiyangku ở Nam Kinh bị ngập lụt. Cùng ngày, một lượng mưa lớn đã đổ bộ vào Nam Kinh, gây tích nước ở một số khu vực trong đô thị, gây bất tiện cho việc đi lại của người dân.
vào lúc 5 giờ 53 phút ngày 15 tháng 9, Đài quan sát khí tượng tỉnh Giang Tô lại phát đi tín hiệu cảnh báo mưa bão màu da cam. Dự kiến trong 3 giờ tới, lượng mưa ở Vô Tích, Thường Châu, Trấn Giang, Nam Thông, miền Trung và Bắc Tô Châu sẽ đạt trên 60mm, kèm theo sấm sét mạnh hoặc thời tiết không ổn định như dông và gió mạnh. Tại Nam Kinh, từ 16 giờ ngày 15 tháng 9 đến 10 giờ ngày 16 tháng 9, trời cũng đổ trận mưa lớn nhất kể từ mùa mưa. Theo số liệu từ hệ thống chỉ huy đo từ xa kiểm soát lũ lụt đô thị Nam Kinh, tính đến 21 giờ ngày 15 tháng 9, lượng mưa ở khu vực đô thị Nam Kinh đã vượt quá 142mm và khu vực Hà Tây đạt 161mm. Đây là khu vực có lượng mưa lớn nhất trong thành phố. Lượng mưa ở Nam Kinh đã lên tới mức mưa cực lớn và trận mưa lớn thảm khốc đầu tiên trong năm nay. Vào khoảng 16 giờ ngày 15 tháng 9, tại thành phố Nam Kinh mưa lớn, sấm chớp liên tục cắt ngang bầu trời. Trong nửa giờ sau đó, số lượng tia chớp trên bầu trời đã lên tới 200 tia. Chịu ảnh hưởng của mưa lớn, mực nước sông Kinh Hoai tăng mạnh. Lúc 20 giờ 15 phút ngày 15 tháng 9, mực nước vùng núi đông sông Kinh Hoai đạt mức tối đa 8,56m, vượt mực nước cảnh báo 0,15m và tiếp tục tăng nhanh. Bộ khí tượng dự báo sẽ còn có một đợt mưa lớn ở Giang Tô từ ngày 16 tháng 9 đến ngày 17 tháng 9 và lượng mưa chủ yếu tập trung ở khu vực phía Bắc Giang Tô. Hiện tỉnh Giang Tô đang làm mọi cách để xả lũ, chống úng. Yêu cầu phòng chống lũ của tỉnh Giang Tô, cố gắng hết sức để ngăn lũ lụt và thoát nước ở lưu vực sông Hoài Hà. Vào tối ngày 15 tháng 9, Bộ Chỉ huy Phòng chống tỉnh Giang Tô đã tổ chức hội nghị công tác kiểm soát lũ lụt lưu vực sông Hoài Hà để truyền đạt và triển khai các chỉ thị quan trọng của Bí thư Lý Nguyên Sương, Thống đốc Liang Bao Hua và Phó Bí thư Giang Linh Yen, phân tích tình hình kiểm soát lũ lụt hiện nay ở Hoài Hà, lưu vực sông ở tỉnh Giang Tô và tiếp tục nghiên cứu và triển khai công tác kiểm soát lũ lụt và thoát nước. Phó tỉnh trưởng tỉnh Giang Tô, Tư lệnh Bộ Quốc phòng tỉnh Huang Li Xin chủ trì cuộc họp và có bài phát biểu. Bà yêu cầu các vùng trên lưu vực sông Hoài Hà củng cố tổ chức, lãnh đạo, nỗ lực làm tốt công tác tiêu úng, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, đảm bảo an toàn mùa lũ. Từ đêm ngày 15 tháng 9 đến sáng sớm ngày 16 tháng 9, Thượng Hải lại hứng chịu một đợt mưa dông mạnh, mưa dông như nốt nhạc. Lúc 0 giờ 18 phút, Đài quan sát khí tượng Trung ương Thượng Hải phát đi cảnh báo mưa dông màu vàng và tín hiệu cảnh báo mưa bão màu xanh lam một lần nữa. Trụ sở kiểm soát lũ lụt Thượng Hải cũng đã phát tín hiệu cảnh báo màu vàng về kiểm soát lũ lụt và kiểm soát bão tới hệ thống kiểm soát lũ lụt của thành phố lúc 0 giờ 25 phút, đồng thời triển khai hoạt động ứng phó khẩn cấp 3 cấp độ. Sau trận mưa dông mạnh vào ngày 15 tháng 9, Thượng Hải đã hứng chịu một cơn dông mạnh vào sáng sớm ngày 16 tháng 9 và cơn mưa dữ dội hơn ảnh hưởng đến một khu vực rộng lớn hơn với lượng mưa là 120mm, đạt mức mưa to. Hơn 10 tuyến đường trong thành phố bị ngập trong thời gian ngắn. Theo thống kê của Trung tâm Thông tin Kiểm soát lũ lụt Thượng Hải và Trạm Thủy văn thành phố, tính đến 4 giờ sáng ngày 16 tháng 9, lượng mưa lớn nhất là ở khu vực Gakun, Bao San đạt 117mm. Tiếp theo là khu vực Hongkou, Jingwan đạt 116mm, đều đạt lượng mưa lớn. Do lượng mưa ngắn hạn tập trung quá nhiều, hơn 10 con đường ở Bao San, Hongkou, Yabe và những nơi khác đã bị tích nước trong thời gian ngắn. Sản xuất công nghiệp, nông nghiệp của thành phố và đời sống của người dân về cơ bản không bị ảnh hưởng. Mưa dông mạnh vẫn xảy ra trong ngày 16 tháng 9 và Đài quan sát khí tượng đưa ra cảnh báo mưa to và dông khác vào lúc 7 giờ 24 phút sáng ngày 16 tháng 9. Lúc 8 giờ sáng ngày 16 tháng 9, lưu lượng vào của Tam Hiệp đạt 37.000 m3 trên giây. Các tàu RoRo ở khu vực đập Tam Hiệp đã thay đổi lộ trình và đều đi đường đặc biệt Tam Hiệp để chuyển cấp cứu. Hạn hán đã dẫn đến tình trạng thiếu nước liên tục ở thượng nguồn sông Hoàng Hà. Theo Tân Hoa Xã cho biết, do ảnh hưởng của khí hậu khô hạn, lượng nước ở thượng nguồn sông Hoàng Hà đã ở mức thấp trong vòng 4 tháng liên tiếp, xếp hạng thứ 2 trong lịch sử trong cùng thời kỳ. Theo Cục Khí tượng Thanh Hải, nhiệt độ trung bình hàng năm ở khu vực San Yangwan cao hơn 1,6 độ C so với mức trung bình lịch sử, tạo ra một giá trị lịch sử cực đoan kể từ khi dữ liệu khí tượng có sẵn vào năm 1961. Trong năm, xu hướng khô hạn ở khu vực sông Ba Nguồn là rõ ràng. Vì khu vực thượng sông Ba Nguồn cung cấp 49% tổng lượng nước của sông Hoàng Hà, hạn hán ở khu vực sông Ba Nguồn vào năm nay đã dẫn đến nguồn cung cấp nước thấp bất thường ở nguồn sông Hoàng Hà kể từ tháng 4. Từ tháng 1 đến tháng 5 năm nay, lượng mưa ở khu vực San Yangwan vẫn thấp hơn mức trung bình lịch sử. Trong số đó, từ tháng 4 đến giữa tháng 5, nhiệt độ ở vùng thượng lưu sông Hoàng Hà cao, lượng bốc hơi trên bề mặt gia tăng và xảy ra hạn hán lớn. Trong thời gian này, lượng mưa ở hầu hết các khu vực của thượng nguồn sông Hoàng Hà đều ít hơn từ 40 đến 90%. Trong tháng này năm nay, lưu lượng trung bình của trạm thủy văn đường Hoàng Hải thấp hơn 39,2% so với cùng kỳ năm trước.
người ta hiểu rằng tình trạng thiếu nước liên tục ở thượng nguồn sông Hoàng Hà đã có tác động lớn hơn đến việc sản xuất thủy điện ở lưu vực sông Hoàng Hà. Đồng thời, nước uống cho người và động vật và việc tưới tiêu cho các khu rừng sinh thái ở lưu vực sông Hoàng Hà ở Thanh Hải cũng gặp khó khăn ở các mức độ khác nhau. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!